biển xanh sông Vô, tuổi xuân miền Đông không quên thành phố mang tên Bác Hồ. Xứ trẻ miền Đông vững bước đi lên tiếp bước trong thắp lửa truyền thống. Xứ trẻ miền Đông xây dựng quê hương giữ nước yêu thương xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kết nối Đông Nam Bộ. Chương trình do các đài phát thanh và truyền hình khu vực Đông Nam Bộ gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh và đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, trải qua gần một thế kỷ hình thành phát triển, Hội Liên hiệp Thanh niên luôn khẳng định vai trò đồng hành thiết thân với các thế hệ thanh niên Việt Nam, đồng thời còn là nơi tập hợp, phát huy sức mạnh, trí tuệ, lòng nhiệt huyết của thanh niên cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10, chương trình Kết nối Đông Nam Bộ sẽ dành thời lượng để khắc họa hình ảnh của tổ chức hội và các hoạt động tình nguyện của thanh niên miền Đông Nam Bộ. Thưa quý vị, với sức trẻ cùng khát khao lập thân lập nghiệp, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã mạnh dạn triển khai nhiều mô hình sản xuất mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp, thành đoàn Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng triển khai nhiều mô hình, giải pháp nhằm tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp. Khởi nghiệp làm giàu là phần việc khó, nhất là với những bạn trẻ ở độ tuổi 19 đôi mươi. Nhưng với quyết tâm cao, nhiều bạn trẻ ở thành phố Dĩ An đã thực hiện ý tưởng khởi nghiệp thành công. Trong số đó có đoàn viên Lê Trọng Hiếu ở đoàn phường Tân Bình với mô hình tổ hợp tác kinh tế sửa xe gắn máy cho người dân trên địa bàn. Việc khởi nghiệp lập thân thời gian đầu không tránh khỏi những khó khăn trở ngại về nhân lực, mặt bằng, nguồn vốn. Nhưng có sự hỗ trợ động viên tinh thần từ Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố và Hội Liên hiệp Thanh niên phường cũng như sự giúp sức từ gia đình, đến nay tổ hợp tác đã đi vào hoạt động ổn định. Với nguồn vốn ít ỏi ban đầu, các thành viên tổ hợp tác kinh tế sửa xe gắn máy Hiếu TB đã tính toán đầu tư hợp lý, có trọng tâm. Thời điểm đầu, cứ có lời là lại sử dụng để đầu tư cho giai đoạn tiếp theo. Cần cù chịu khó, giỏi tay nghề, luôn đặt chất lượng và chịu tính lên hàng đầu, nên càng ngày tiệm càng có nhiều khách hàng tìm đến, đem lại nguồn thu nhập bình quân mỗi tháng từ 15 đến 18 triệu đồng. Bây giờ tới thời điểm hiện tại thì lượng khách cũng ổn định, kinh tế em cũng đã đỡ được nên số lượng hàng em nhập về cũng nhiều hơn. Thì qua đây em cũng muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ cùng trang lứa là có cơ hội thì mình cứ cố gắng nắm bắt. Đến nay toàn phường Tân Bình đã có 5 mô hình thanh niên khởi nghiệp gắn với các ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống gia đình và góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị, hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận Hội Tụ Xanh, thời gian qua, đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Thuận đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong số này, các hoạt động chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia, qua đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Tại các địa điểm công cộng, bãi tắm, khu du lịch, các trục đường chính của nhiều địa phương trong tỉnh Bình Thuận, lực lượng đoàn viên thanh niên luôn thường xuyên phối hợp cùng người dân, liên tục ra quân hành động dọn dẹp vệ sinh môi trường. Hành động tuy nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa to lớn đối với cộng đồng. Nhân dịp này thì sẽ vận động cho khách du lịch cũng như là bà con địa phương ở đây là giữ gìn vệ sinh chung để nhằm tạo cho mỹ quan đô thị của mình là được sạch sẽ. Không chỉ triển khai tại các địa điểm công cộng, việc thực hiện còn được tiến hành sâu rộng tại tất cả các thôn xóm khu dân cư, phát triển đến nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, các cơ quan đơn vị đóng quân gần các địa bàn trọng điểm du lịch. Mong mọi người cùng với người dân hay là khách tham quan du lịch hãy ý thức trong môi trường để bảo vệ một môi trường mình được hoàn thiện hơn và tốt đẹp hơn. Năm 2023, các cơ sở đoàn Bình Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh. Để đẩy mạnh cái hoạt động này đi vào thực chất,
thường xuyên kiểm tra, giám sát và đề nghị ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc là sau mỗi hoạt động là phải có các hình ảnh đăng tin trên các trang mạng xã hội. Những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa thiết thực, các bạn trẻ mang màu áo xanh tình nguyện đang ngày càng lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, góp phần cùng chính quyền và người dân đồng lòng, đóng góp sức mình cho công tác bảo vệ môi trường, qua đó làm cho hình ảnh Bình Thuận ngày càng văn minh, xinh đẹp, nghĩa tình và mến khách. Thưa quý vị, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7 năm 2023 được Trung ương Đoàn tổ chức vào tháng 9 vừa qua. Tại đại hội lần này, hơn 400 thanh niên tiêu biểu trong khắp cả nước được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Chương trình kết nối Đông Nam Bộ kỳ này mời quý vị cùng gặp gỡ hai trong số 6 thanh niên tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh vừa được Trung ương Đoàn tuyên dương. Chị Lê Hương Có, bí thư đoàn phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh đã gắn bó với công tác đoàn trong suốt 8 năm. Chị luôn không ngừng học tập tu dưỡng theo gương Bác Hồ trong nếp sống giản dị. Đối với chị, mọi việc làm phải được xuất phát từ thực tiễn, gần dân, sát dân thì mới mang lại hiệu quả thiết thực. Với tâm niệm đó, hàng năm đoàn phường phối hợp với các tổ chức chính trị đoàn thể cùng chung tay chăm lo an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số trên địa bàn phường. Từ những việc làm ý nghĩa và sát với thực tế, chị Lê Hương Có đã được công nhận và xét tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Tây Ninh lần thứ 6 năm 2020 và Thanh niên tiên tiến làm theo Bác cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ 15 năm 2021. Đến với đại hội, em được gặp gỡ và giao lưu với rất là nhiều những cái tấm gương thanh niên. Đó là những câu chuyện của tất cả các bạn mang đến tại đại hội, từ những việc như là lập nghiệp, những việc cứu người và những huy chương từ mang từ thế giới về. Thì em cảm thấy đó là những cái tấm gương rất là xuất sắc, rất là đáng để chúng ta có thể là động lực để tiếp tục cố gắng. Học Bác từ tinh thần tự học, dám nghĩ, dám làm. Anh Phí Thành Phát, Phó Bí thư Đoàn phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, luôn tự tìm tòi, học hỏi. Bằng những hoạt động sáng tạo, anh đã đưa văn hóa dân gian đến gần với thanh thiếu nhi tỉnh nhà, góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Với những đóng góp tích cực, anh được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 23 ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, trở thành nhà nghiên cứu văn hóa dân gian trẻ nhất tỉnh Tây Ninh cũng như cả nước. Trong bức thư gửi học sinh năm 1946, Bác viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội." Thật vậy, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất và giàu nhiệt huyết của một đời người. Hy vọng rằng thế hệ trẻ sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình trong xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp hơn, để mỗi thanh niên đều là một bông hoa đẹp trong trường Bác. Thưa quý vị, để thích ứng trong thời đại công nghệ 4.0, nhiều địa phương đã và đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tạo bước đột phá về chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của chính quyền và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Với lợi thế nhanh nhạy với công nghệ, đoàn viên thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm nhằm thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Không cần tốn nhiều thời gian, chi phí in ấn, chuẩn bị tài liệu, văn bản như trước. Một năm trở lại đây, việc tổ chức họp hành hội nghị của tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra rất gọn nhẹ và thuận tiện bởi tất cả thông tin đã được tích hợp trong các mã quét QR code hoặc chip điện tử có sẵn trong thư mời hoặc thẻ đeo dành cho đại biểu. Có thể dùng QR code để đưa vào đó là cái địa điểm trên Google Maps hoặc là map khác, để khi mà cá nhân nhận được thư mời á, là ở tỉnh bạn, thì họ chỉ cần quét QR code thôi thì nó sẽ dẫn vào trực tiếp vào cái Google Maps và họ chỉ cần đi tới thôi. Đến nay, 100% cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên thanh niên, ứng dụng Thanh niên Việt Nam để cập nhật văn bản chỉ đạo của Trung ương đoàn.
Bên cạnh đó, các đơn vị cũng xây dựng gần 250 phần mềm, mã QR code phục vụ hoạt động nội bộ. Các cấp đoàn hội thanh niên còn triển khai hơn 30 công trình phần việc liên quan đến số hóa để giới thiệu các địa danh du lịch, món ăn, đặc sản địa phương, đồng thời đang thực hiện công trình thanh niên, bản thông tin số hóa tại địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mà đầu tiên là số hóa thông tin công viên tượng đài nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. Cái mô hình này rất là hay, bởi vì hiện nay các giới trẻ và những người mà khách quý, người dân sử dụng điện thoại thông minh rất là nhiều, cũng là giúp cho đơn vị, giúp cho ban quản lý di tích giới thiệu được đến các khách du lịch để truy cập vào đó và tìm hiểu thêm những thông tin hữu ích về địa chỉ đỏ của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ, các cấp bộ đoàn, hội thanh niên còn tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số trong toàn tỉnh. Các đội hình tiên phong chuyển đổi số của tổ chức đoàn trong hơn một năm qua đã tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt hơn 600.000 tài khoản định danh điện tử VNEID, hơn 75.400 người dân cài đặt sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền hỗ trợ gần 61.000 hộ kinh doanh đăng ký vận hành điểm thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR code. Cái việc mà các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên và thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh ứng dụng các công nghệ số để triển khai thực hiện cũng như là trong cái sinh hoạt thường nhật của mình, đó là điều tất yếu, nó phù hợp với xu thế hiện nay. Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu đang hòa mình vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó đóng góp trí tuệ, sức trẻ cho công cuộc phát triển của địa phương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số đang diễn ra sôi nổi ở nhiều lĩnh vực ngành nghề, giúp thay đổi phương thức sản xuất, quy trình vận hành, mang đến tiện ích tối ưu nhất cho doanh nghiệp lẫn người dân. Kho hàng này là một minh chứng chuyển đổi số đang đi sâu vào quy trình vận hành tại một doanh nghiệp. Dữ liệu hàng hóa với hàng ngàn sản phẩm đã được cập nhật trên nền tảng số một cách logic, khoa học. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại một kho hàng online ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Và trong giờ làm, nếu mà nhân viên không cầm điện thoại trên tay thì mới là lạ. Ở đây thì từ mớ rau cho đến con cá, từ những đơn hàng vài chục cho đến hàng triệu đồng đều được chọn lựa và sắp xếp một cách rất là bài bản và không thể nhầm lẫn hay là sót đơn, bởi vì tất cả đều được vận hành qua ứng dụng điện thoại di động. Và tôi nghĩ rằng là công nghệ đã nâng cấp việc giao hàng lên một tầm cao mới rồi. Khi khách hàng đang cần một cái nhu cầu đặt về sản phẩm A, thì tự động trên app sẽ hiển thị cho cái người nhân viên đi lấy hàng chỉ đến vị trí A và bạn thao tác lấy. Và cái công nghệ này nó giúp cho mình sẽ rất là nhanh. Nếu mà đơn hàng từ 10 đến 15 sản phẩm thì bên em mất khoảng 5 phút đến 10 phút. Ngày trước thì mình giao có thể tính theo ngày, thì bây giờ mình tính theo tiếng. Thì tất cả những cái chuyển đổi số nó mới giúp mình làm được một cái dịch vụ vượt trội như vậy. Ngành thời trang cũng không bỏ qua cơ hội ứng dụng công nghệ. Ở bất cứ đâu, chỉ cần quét cơ thể qua ứng dụng, nhà may đã có thể lấy số đo chính xác và lên đồ gửi khách hàng trong thời gian sớm nhất, có khi chỉ vài ngày. Không có công nghệ thì Fefo chỉ là một cái cửa hàng may đo có thể nhận được 10 bộ đồ vest một ngày. Nhưng may mắn bây giờ có công nghệ thì Fefo đủ tự tin để nghĩ tới một câu chuyện là có thể nhận được 1.000 đơn hàng, 1.000 bộ đồ vest một ngày. Trong tháng 10 này, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình Tháng 10, Tháng Tiêu dùng số, cũng là hoạt động hướng tới lợi ích của người dân. Theo đó, doanh nghiệp nỗ lực đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số, xây dựng nền tảng số phục vụ người dân, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số, phục vụ nhu cầu xã hội. Có những chính sách ưu đãi thúc đẩy người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Đặc biệt, nhiều chương trình ưu đãi đã được doanh nghiệp triển khai hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia. Với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, các tỉnh thành trong khu vực miền Đông Nam Bộ đang nỗ lực xây dựng hạ tầng số để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi, khai thác triệt để các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang lại nhằm hướng đến mục tiêu chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Kết nối Đông Nam Bộ tuần này đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau cũng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.